xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ cũng vừa tổ chức giải tỏa 5 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi. 5 trường hợp vừa được giải tỏa là của gia đình ông Phạm Hồng Cói, ông Nguyễn Vũ Trinh, ông Phạm Đình Phiên, ông Phạm Đình Hiển và ông Quách Văn Đoạt ở thôn Viên Quang với tổng diện tích 200m². Quang Hưng là xã có nhiều vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở huyện Phù Cừ. Đến thời điểm hiện tại, xã đã giải tỏa được 58 vi phạm trong tổng số 106 hộ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Riêng thôn Viên Quang vẫn còn 43 hộ chưa tháo dỡ. Thời gian tới, xã Quang Hưng tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm. Xã lên kế hoạch đến hết ngày 31 tháng 10, giải tỏa thêm 20 trường hợp thuộc diện phải xử lý ngay. Các trường hợp không tự tháo dỡ, xã sẽ quyết liệt tổ chức cưỡng chế.